Xin chào các anh yêu thích phụ kiện gì gà đẹp của Ambe Shop. Thì video ngày hôm nay em sẽ giới thiệu tới các anh một mẫu set xì gà 4 món rất là cao cấp cũng như là cực kỳ là đẹp, đến từ thương hiệu Lubiskin danh tiếng luôn các anh nha. Với mã hàng là LBTZ6, mã sản phẩm em có để trên góc trái màn hình. Thì khi gọi điện đặt hàng thì các anh vui lòng nhớ đúng mã sản phẩm để bên em giao đến nơi đúng hàng, tránh mất thời gian của các anh nha. Thì sau đây em và các anh chúng ta sẽ cùng đi xem là cái bộ set 4 món này bao gồm những phụ kiện gì các anh nhá. Rất là đẹp đúng không ạ? Hộp hai lớp rất là thích hợp để các anh có thể lựa chọn làm quà tặng hay là quà biếu thì cực kỳ là sang luôn. Rất là đẹp luôn, logo Lubiskin. Hộp cực kỳ là cứng luôn nha. Rất là đẹp luôn. Wow, một bộ set 4 món đúng không ạ? Bao gồm một gà tàn và một cắt cũng như là một khò và một ống đựng các anh nhá. Rất là đẹp luôn. Các anh có thể quan sát là toàn bộ set này của chúng ta đều là gam màu vàng đồng, rất sang và cũng như là rất là đồng nhất phong cách đúng không ạ? Và cùng đó là có họa tiết tân cổ điển theo một phong cách Ai Cập cổ đại. Đây là một trong những họa tiết mà Lubiskin theo đuổi từ trước tới nay rồi. Thì các anh cũng có thể thấy là họa tiết rất là đẹp và cũng như rất là phong cách đúng không ạ? Cực kỳ là đẹp luôn. Thì sau đây em và các anh chúng ta sẽ cùng đi đến từng sản phẩm để xem là những sản phẩm này có gì đặc biệt và cũng như là có gì khác lạ với những bộ set khác các anh nha. Đầu tiên thì em sẽ đi đến chiếc bật lửa khò của chúng ta các anh nha. Một chiếc bật lửa khò chuyên dụng dành cho xì gà với hai tia lửa khò các anh nha. Em sẽ thử lên lửa. Lửa khò rất là trong đúng không ạ? Nếu mà như thế này thì các anh sẽ không thể nhìn được ngọn lửa đúng không ạ? Em sẽ để sang phần màu đen như thế này. Các anh có thể quan sát tia lửa rất là trong và xanh đúng không ạ? Tia lửa cực kỳ trong và xanh cũng như là rất là mạnh mẽ, giúp các anh có thể khò xì gà, những điếu xì gà to cũng như là giúp tiết kiệm thời gian của các anh hơn và không hề làm ảnh hưởng tới mùi vị xì gà của các anh nhé. Và đặc biệt là chất liệu của mẫu này được đúc bằng đồng nguyên khối, rất là chất lượng cũng như là cực kỳ là bền bỉ luôn các anh nha. Rất là bền bỉ. Ngoài hai tia lửa khò mạnh mẽ thì chiếc bật lửa này còn được tích hợp thêm một chiếc đục khoan xì gà ở phần phía dưới này các anh nha. Được giấu một chiếc đục ở đây, rất là tiện và cũng như rất là thời trang luôn. Lưỡi đục inox rất sắc và cũng như cực kỳ là bén và trường luôn. Các anh hoàn toàn có thể đục điếu xì gà của mình mọi lúc mọi nơi để có thể lấy hơi nhanh hơn và thưởng thức điếu xì gà của mình ngon hơn các anh nha. Mẫu này thì mình sử dụng ga các anh nhé. Bơm ga thì mình lại xoáy phần bên này giúp em. Khi mà hết ga thì các anh chỉ cần sử dụng bình ga mini dành cho bật lửa và dí vào ấn nhả giúp em thôi. Còn anh nào mà mình chưa biết cách bơm ga đúng thì mình có thể truy cập vào kênh YouTube Ambe để có thể gõ vào ô tìm kiếm là cách bơm ga cho bật lửa khò. Thì sẽ có video hướng dẫn chi tiết các anh. Mình chỉ cần làm theo video là có thể bơm một cách dễ dàng rồi các anh ạ. Ở đây thì có họa tiết Lubiskin rất là đẹp đúng không? Các anh có thể thấy là ở đây thì mình có viền chịu, cái viền cách nhiệt ý ạ, cực kỳ là chịu lực luôn nha, giúp cái ngọn lửa của mình nó cháy đều hơn cũng như là thẳng hơn, mạnh mẽ hơn. Và cái phần răng thì cũng sẽ giúp cho lửa không bị tỏa ra xung quanh, không làm nóng cái chiếc bật lửa khi mà mình châm lâu. Cầm vẫn không hề bị bỏng tay và cũng như là sở hữu ngọn lửa rất là mạnh đúng không ạ, cực kỳ là mạnh luôn. Mẫu bật lửa này rất là tuyệt vời đấy ạ, cực kỳ là tuyệt vời luôn. Một mẫu bật lửa rất là tuyệt vời đúng không ạ? Sau đây thì em sẽ đi đến sản phẩm thứ hai, đó chính là một chiếc dao cắt cài nha, một chiếc dao cắt. Chiếc dao cắt này là một chiếc dao cắt lưỡi đôi, một chiếc dao cắt rất là phổ thông cũng như là được rất là nhiều anh yêu thích. Bởi vì là sao ạ? Bởi vì là lưỡi cắt này rất là tuyệt vời. Hầu như là tất cả các anh mình dù đã mới chơi hay là mình chơi lâu rồi thì đều có thể sử dụng một cách rất là dễ dàng. Cũng như là mình có thể cắt mà không hề lo vỡ cấu trúc điếu xì gà của các anh. Lưỡi đục inox rất là sắc cũng như cực kỳ là bén luôn, giúp các anh có thể cắt ngọt hơn mà không hề ảnh hưởng tới cấu trúc điếu xì gà của mình các anh nha. Logo Lubiskin ạ, rất là đẹp và cực kỳ là nhận diện thương hiệu cực kỳ tốt luôn. Họa tiết hoa văn chạy xung quanh rất là đẹp cũng như là cực kỳ là cuốn hút luôn đúng không ạ? Một chiếc dao cắt rất là đẹp và cũng như là vừa đơn giản nhưng mà cũng như là vừa ấn tượng và không hề là kém sang đúng không ạ? Tiếp theo thì em sẽ đi đến chiếc gạt tàn của chúng ta. Một chiếc gạt tàn rất là đơn giản đúng không ạ? Các anh có thể quan sát khi mà em để ở trên mặt bàn. Rất là gọn gàng cũng như là phong cách Lubiskin, cô gái giản hóa được khắc ở phần bên trong này. Rất là đẹp luôn. Cũng được làm từ đồng nguyên khối các anh nha, cũng được làm từ đồng nguyên khối. Nên là cái chiếc gạt tàn này các anh có thể cảm giác là cái sự liền lạc của nó rất là tuyệt.
cũng như là cái đường nét, từng đường nét cũng như là rất là sắc nét đúng không ạ? Rất là sắc nét và cực kỳ là tinh tế luôn. Cái mẫu gạt tàn này cũng như là các sản phẩm của bộ set này thì cho độ bền cực kỳ là cao luôn các anh ạ, nên là mình hoàn toàn yên tâm. Một chiếc gạt tàn cũng khá là độc lạ đúng không ạ? Với thiết kế khá là độc lạ luôn, rất là đẹp cũng như là rất là ấn tượng. Và cái sản phẩm cuối cùng đó chính là một chiếc ống đựng ngay nha. Một chiếc ống đựng xì gà rất là đẹp luôn. Chiếc ống đựng này thì có kích thước là 184mm nhân với 28mm các anh ạ. Ở đây thì mình có Ruby Skin, logo Ruby Skin, họa tiết hoa văn rất đẹp, như là rất là sang, cực kỳ tuyệt vời. Xung quanh có thể bảo quản điếu xì gà của mình hoàn toàn đơn giản bằng cách chỉ cần mình đút vào đây thôi. Rất đẹp cũng như là cực kỳ là tiện lợi đúng không ạ? Một bộ set có gam màu vàng rất là sang trọng cũng như là rất là tuyệt vời như thế này thì còn lý do gì mà chúng ta không sở hữu đúng không ạ? Cực kỳ đẹp luôn. Và mẫu này cũng luôn nằm trong top được bán chạy nhất tại Amazon luôn. Thì đó cũng đủ để chứng minh rằng là chất lượng cũng như là sự cuốn hút và sự đẳng cấp sang trọng của cái mẫu Ruby Skin TZ6, LBTZ6 này như thế nào rồi đúng không ạ? Đây cũng sẽ là một món quà rất là thỏa mãn cái thú vui thưởng thức xì gà của những người yêu xì gà luôn. Nên là anh chị nào mà mình đang tìm kiếm một bộ set hay cũng như là một đồ chơi xì gà để dành tặng những người mà đam mê xì gà thì mẫu LBTZ6 này các anh chị mình không thể nào bỏ qua đâu nha. Mẫu này cũng rất là đẹp và rất là sang trọng luôn. Thì anh chị nào mà mình kết bộ set LBTZ6 này thì mình có thể comment số điện thoại ở bên dưới. Amazon sẽ liên hệ lại tư vấn cũng như là giao hàng cho anh chị trên toàn quốc. Hoặc để tiết kiệm thời gian của anh chị thì mình có thể chủ động liên hệ các số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình các anh chị nhá. Xin cảm ơn các anh chị rất là nhiều ạ.